Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái và tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước là thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nhằm tạo động lực mới trong phong trào thi đua yêu nước và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025 hướng tới mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, các dân tộc trong tỉnh. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, phong trào thi đua nước cần tập trung vào các nội dung sau. Một, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, cùng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Hai, các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhu cầu nguyện vọng của người dân, hướng các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Các phong trào thi đua của tỉnh lấy trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. 3. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, đổi mới các phong trào thi đua nước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. 4. Tích cực chủ động thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. 5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân là những người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu. Phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kế thừa những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tôi phát động tới toàn thể các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, các nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết,
ra sức thi đua, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Kính chúc phong trào thi đua nước của tỉnh ta giành nhiều thắng lợi mới. Kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.